Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đông Hà Thành phố hôm nay trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chuyên mục hôm nay sau phần tin là phóng sự ghi nhận về công tác thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban chỉ đạo quy tập tìm kiếm và lập bản đồ hài cốt mộ liệt sĩ thành phố Đông Hà đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đến nay, thành phố Đông Hà có 62 khu phố đã hoàn thành tổ chức rà soát, xác minh, kết luận thông tin, kết luận địa bàn lập bản đồ hài cốt và mộ liệt sĩ. Toàn thành phố xác minh đầy đủ thông tin của 3.810 liệt sĩ, số mộ có một phần thông tin và không có thông tin là 7.129 liệt sĩ. Hiện nay, số lượng mộ liệt sĩ cần tìm kiếm và quy tập trên địa bàn là 1.571 liệt sĩ. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban chỉ đạo quy tập tìm kiếm và lập bản đồ hài cốt mộ liệt sĩ thành phố Đông Hà chỉ đạo các phường nâng cao chất lượng tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do đồng đội, gia đình liệt sĩ, các tổ chức cá nhân và nhân dân cung cấp, huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn. Thành phố Đông Hà vừa thông qua quy hoạch chi tiết dự án chợ và khu phố chợ phường 5. Hiện nay, chợ khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà rất chật hẹp, quá tải, ảnh hưởng lớn đến kinh doanh buôn bán và giao thông đi lại. Trước thực trạng này, thành phố Đông Hà thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án chợ và khu phố chợ phường 5 cách chợ cũ, khu phố 6 phường 5 hiện nay khoảng 300m để kêu gọi đầu tư dự án xây dựng chợ phường 5 với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Quy mô quy hoạch là hơn 2,7 ha, gồm các khu chức năng chính là khu chợ, khu phố chợ, mương thoát nước sinh hoạt và đường giao thông. Để đề án được thông qua, các đại biểu góp ý một số vấn đề liên quan đến quy hoạch thiết kế tổng thể, khu phố chợ, môi trường, đất bố trí giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhất là đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng đất, thu hồi giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đặc biệt là đánh giá kỹ hệ thống thoát nước và việc đầu tư nhà phố cần phải có cơ chế mở. Lãnh đạo thành phố Đông Hà vừa có buổi làm việc với VNPT Quảng Trị để đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh. Dự án Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh được lắp đặt hoàn chỉnh tại thành phố Đông Hà giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành đô thị của chính quyền, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thụ hưởng các dịch vụ xã hội. Trên cơ sở các dữ liệu, Trung tâm Điều hành sẽ giúp lãnh đạo các cấp giám sát điều hành, đồng thời cho phép phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định xây dựng quy chế, chính sách, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử quản lý đô thị tinh gọn và hiệu quả, kịp thời các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường, y tế, giáo dục thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đông Hà thống nhất một số nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án sớm đưa vào ứng dụng, nhất là rà soát lại các hạng mục cuối cùng để tích hợp dữ liệu lên hệ thống điều hành, nhân lực để điều hành, một số nội dung chuẩn bị cho việc khai trương trung tâm đi vào hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai lũ lụt trong tháng 10 vừa qua dẫn đến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở thành phố Đông Hà rơi vào tình cảnh khó khăn. Việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước của người nộp thuế giảm mạnh so với những năm trước đây. Mặc dù thành phố Đông Hà đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu, nhưng cho đến thời điểm này, công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà mới đạt hơn 91% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, nên hàng năm, bên cạnh việc giao dự toán ngân sách nhà nước cho các phường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thành phố Đông Hà chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý thu, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế, tổ chức đối thoại để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế, nuôi dưỡng các nguồn thu, từ đó tạo đồng thuận cao giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, góp phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh phát triển bền vững và hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn. Năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Chi cục thuế khu vực Đông Hà Cam Lộ thu ngân sách nhà nước hơn 496 tỷ đồng, thành phố giao 568 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trước những tác động lớn từ dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nên công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, Chi cục thuế khu vực Đông Hà, Cam Lộ đã triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Đặc biệt, các đội thuế luôn bám sát kế hoạch thu, chủ động điều chỉnh doanh thu tính thuế đối với hộ sản xuất kinh doanh cá thể, xây dựng phương án quản lý thuế đối với các hộ khoán thuế, đảm bảo sát đúng với tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế. Thành lập các tổ công tác làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời động viên, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Nói chung hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp trong thời điểm này đều khó khăn giống nhau. Bây giờ bằng cái năng lực của doanh nghiệp thì bây giờ phải thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng, tìm kiếm thị trường không phải không những trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh nữa, và tìm kiếm thêm khách hàng để tăng nguồn thu để bù cho những cái gọi là khó khăn của năm vừa rồi. Giải pháp hiện tại của công ty trọng tâm nói riêng và nhà máy nói chung là đẩy mạnh về chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã và giảm giá thành để gọi là đưa ra thị trường để cạnh tranh trong thời điểm bây giờ. Theo ước tính, đến ngày 1 tháng 12 năm 2020, thành phố Đông Hà thu ngân sách nhà nước được 451 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và đạt 81% thành phố giao. Trong đó chủ yếu nguồn thu từ đấu giá đất của thành phố Đông Hà. Nền kinh tế chịu tác động lớn từ dịch bệnh COVID-19, lũ lụt nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân khiến số thu ngân sách sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực giảm mạnh nhất từ trước đến nay là lệ phí trước bạ, phí và lệ phí, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, các ngành nghề ăn uống, vận tải, du lịch, karaoke, khách sạn phải tạm dừng hoạt động. Các năm trước thì đơn vị luôn luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu chi cục giao về thực hiện nộp ngân sách. Nhưng đối với năm nay thì tình hình rất khó khăn. Đến thời điểm hiện tại thì đơn vị mới thực hiện nộp ngân sách được hơn 50% và cố gắng phấn đấu trong năm nay khoảng đạt được khoảng 70-80%, mặc dù là rất nhiều khó khăn. Vì về đơn vị cũng sẽ quyết tâm để phấn đấu cho được mức đó. Năm 2020 được đánh giá là năm thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa, xuất nhập khẩu, giao dịch, mua bán kém sôi động. Công ty may Hòa Thọ Đông Hà cũng rơi vào hoàn cảnh chung này. Mặc dù công ty đã nỗ lực tìm kiếm nguồn thu, nhất là triển khai nhiều biện pháp để duy trì hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch bệnh toàn cầu khiến cho đầu ra của sản phẩm xuất khẩu đi các nước giảm mạnh. Theo kế hoạch, năm nay công ty may Hòa Thọ Đông Hà nộp ngân sách nhà nước 22 tỷ đồng, nhưng nay mới nộp ngân sách 15,8 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch giao. Bằng cái sự nỗ lực của các cái nỗ lực của lãnh đạo để đẩy nhanh cái tiến độ nguyên phụ liệu về kịp giải quyết cái việc làm trước mắt và giải quyết việc làm cho cán bộ công nhân viên của toàn công ty. Năm thứ hai nữa là các cái hợp đồng của khách hàng thì chúng tôi cũng đưa ra các cái cách làm cải tiến để tăng năng suất nhằm cái giao hàng kịp tiến độ, kịp thời gian cho trong trước cái tình hình đại dịch. Và đồng thời cũng có phần nhỏ cho cái việc đóng góp ngân sách vào tỉnh nhà. Để đạt được chỉ tiêu giao về thu ngân sách, Chi cục thuế khu vực Đông Hà Cam Lộ kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh trong chống thất thu thuế, tích cực thu hồi nợ thuế thông qua giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng đội thuế, đồng thời tăng cường giám sát kê khai thuế, thanh tra kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, quyết liệt xử lý thu hồi nợ thuế. Để thực hiện cái hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị cao nhất trong năm 2020 thì thực hiện giải pháp của Chi cục thuế khu vực Đông Hà Cam Lộ thì tập trung thực hiện theo cái chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ đạo tiến hành thu ngân sách trên địa bàn. Thứ hai nữa là tăng cường cái công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế những cái chính sách cho người nộp thuế là tốt nhất để thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh. Và thứ ba là thu là những cái khoản mà gia hạn đã đến thời kỳ là nộp thuế, đồng thời là tăng cường cái thu nợ đồng tiền thuế. Và thứ tư nữa là tăng cường công tác là kiểm tra
thuế để làm thế nào đó để đối với những cái doanh nghiệp mà có cái tính chất là rủi ro cao để tăng cường công tác thu. Thứ năm nữa là phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát lại những cái diện hộ kinh doanh để đưa vào quản lý chặt chẽ hơn và nói chung là để làm thế nào đó có thu ngân sách cho thành phố. Để phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020, những ngày cuối năm này, thành phố Đông Hà đang chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng, chính quyền các cấp tập trung thu ngân sách cho nhà nước, nhất là quản lý thuế chặt chẽ, thống nhất thu thuế trên các lĩnh vực nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách địa phương năm 2020, phấn đấu đạt chỉ tiêu giao. Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.